Hyundai Accent 2023. Theo kế hoạch của Hyundai, Hyundai Accent 2023 có thể ra mắt vào cuối năm nay hoặc trễ nhất là đầu năm sau. Xét tới việc Hyundai vẫn chưa đã động gì tới dòng xe này khi quý 3 đã gần kết thúc, thời điểm ra mắt vào đầu năm 2023 có thể là hợp lý hơn cho Hyundai Accent đời mới. Hyundai Accent trong thời gian qua đã mất dần vị thế trên các thị trường quốc tế. So với thời kỳ đỉnh cao vào giai đoạn 2017, danh số dòng xe này đã bị áp đảo bởi các đối thủ cạnh tranh cũng như sự vươn lên của các mẫu SUV. Kỳ vọng của Hyundai cho Accent đời mới vì thế cũng rất lớn để lấy lại những gì đã mất và tạo dựng được chỗ đứng vững chắc cho đội hình sedan trong bối cảnh Sonata có thể sẽ phải rời cuộc chơi từ thế hệ sau. Phiên bản thử nghiệm của Hyundai Accent đời mới đã xuất hiện từ tháng 2 năm nay, với đầu xe và đuôi xe mượn phong cách từ Elantra. Đầu xe xuất hiện đèn pha cải tiến đặt thấp hơn, nói liền với tản nhiệt, nay cũng được rộng hơn. Ở hướng đối diện, đèn hậu được thay mới hoàn toàn, giao diện cốp cũng được làm lại. Thông tin về Hyundai Accent 2023 nhìn chung tới nay vẫn khá hạn chế, trong đó mạng nó thất hoàn toàn là một bí ẩn. Về hệ thống truyền động, xe dự kiến hạ dung tích xi lanh động cơ từ 1.6 xuống 1.5 lít để bổ sung công nghệ hybrid bổ trợ. Công suất xe có thể cải thiện khá nhiều so với mức 120 mã lực cực khiêm tốn như trước. thì chọn hộp số duy nhất vẫn là bản CVT khi Accent hiện tại cũng không còn bán số sàn. Nếu không cải thiện được danh số, Hyundai Accent có thể đi vào với sơ đổ của rất nhiều mẫu xe không phải SUV trên thị trường là biến mất khi vòng đời khép lại. Hyundai hiện nay cho thấy họ sẵn sàng từ bỏ các dòng xe tinh cũ không còn đáp ứng được những tiêu chuẩn của hãng để dùng sức cho xe điện SUV.